chia sẻ thì rất là hay các bạn. Đó là một cái chủ đề mà ai cũng quan tâm, người giàu nào cũng cần phải có kiến thức về, về cái um, lĩnh vực cái sản phẩm này mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Vì lý do là tất cả những người giàu đều sở hữu bất động sản uh, để là tài sản cho thuê và cái việc mà các bạn muốn. nắm giữ quản lý và có được nó thì chắc chắn là các bạn phải có kiến thức rồi con người thì nó có hai cái loại tài sản gọi là hữu hình và vô hình hữu hình nó là những cái tài sản mà các bạn có thể cầm nắm được ví dụ nhà cửa điện thoại xe cộ còn vô hình là kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm tri thức và chắc chắn là tri thức kiến thức và kỹ năng kinh nghiệm trải nghiệm là có những cái đấy thì nó các bạn mới có tài sản hữu hình cầm trong tay được còn nếu các bạn không có tài sản vô hình như mình vừa nói thì chắc chắn cũng sẽ không có những cái tài sản hữu hình cầm trong tay nó có giá trị ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề về sở hữu cho thuê là một cái chủ đề rất là hay như tôi nói đấy tất cả những người giàu đều cần phải có tài sản sở hữu cho thuê đấy là cái quy luật tất yếu và tất cả những người giàu đều làm như vậy vậy thì để chúng ta có một cái kiến thức và có những cái nền tảng để sở hữu bất động sản cho thuê thì chắc chắn là các bạn phải nghe cái buổi chia sẻ này rồi và tôi trong ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho cách mà tôi đã sở hữu cho thuê cái đi lên cái lộ trình các cái bước giống như là cái uh, chiến nước cụ thể ra sao thì các bạn sẽ được chia sẻ ngoài ra thì các bạn sẽ uh, đặt ra những cái câu hỏi làm sao nó là hỏi xoáy đắp xoay hóc búa nhất uh, mà khó nhất cũng như là để các bạn làm sao các bạn có thể thực hành và làm được tất nhiên là là khi nghe một buổi thì các bạn sẽ không thể ngấm và thấm cũng như là làm ngay được nhưng mà với hy vọng là buổi chia sẻ này sẽ thường xuyên và cố định ở cái lịch 2 giờ 30 tức là 14 giờ 30 thứ ba hàng tuần thì tôi nghĩ rằng là các bạn chịu khó nghe học hỏi cũng như là thực hành làm thì chắc chắn các bạn sẽ làm được câu chuyện là chúng ta cái độ chịu khó học hỏi là của chúng ta là đến đâu thôi kể một cái câu chuyện rất là đơn giản là thực ra mình học trường lớp thì rất là ít nhưng mà mình học bôn ba cũng như học thực tế thì đến bây giờ gần như là không có một cái 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 giờ nào mình ngoài những giờ thể thao ăn uống và làm việc và phải trực tiếp làm việc thì gần như các giờ còn lại là mình dành cho việc học tập học tập mọi lúc mọi nơi và cái cách của tôi là Bây giờ trên uh, với công nghệ 4.0 rồi Các bạn có thể ngồi ở nhà bất cứ đâu uh, Lúc nãy có còn uh, comment với bạn Tùng trên Facebook là Lúc nào bạn Tùng uh, cho lợn ăn ấy, Bạn chỉ cần uh, tách cái màn hình đi và cắm cái tai nghe vào là Bạn vẫn cho lợn ăn và cũng vẫn nghe mình chia sẻ được cái Bạn ấy có một trang trại rất là lớn ở Hòa Bình uh, Đang nuôi lợn Thế thì câu chuyện là việc học ở ngày nay nó rất là dễ và nó rất là dễ tiếp cận và có thể làm bắt được mọi cái công nghệ mọi thông tin mọi cái kiến thức quan trọng là cái độ học hỏi của các bạn đến đâu thôi còn nếu mà các bạn đã chịu khó học thì không không thiếu cách để học đúng không ạ đấy nó là cái mà mình vẫn đang làm và tiến hành gọi là học hàng ngày trên ứng dụng của YouTube cũng như là mọi cái, uh, mọi lúc mọi nơi với cái tai nghe và với cái điện thoại thông minh. Đấy. Thế thì um, quay lại chủ đề ngày hôm nay thì uh, tôi sẽ sẽ cho cho bạn một cái bản đồ kinh doanh bất động sản dòng tiền. Uh, nếu như giả sử ai đó mà làm về uh, các ngành nghề khác thì đó là uh, cũng là một cái uh, cơ sở tiền đề để các bạn có thể sở hữu kinh doanh bất động sản còn bản đồ của tôi về bất động sản sở hữu bất động sản để, để lại cho thuê sở hữu bất động sản dòng tiền thì đầu tiên là như các bạn biết là tôi cũng đã có những cái video giới thiệu về mình cũng như là cái quá trình làm việc của mình trong lĩnh vực bất động sản thực ra tôi là học khối c văn sử địa và tốt nghiệp là báo chí nhưng mà càng nói rằng là tôi chỉ làm một tháng ở báo là tôi đã biết là thực ra là không phải làm mà là ngay từ khi học tôi đã biết là cái ngành nghề đó nó không phù hợp với mình rồi chẳng qua là ngày xưa là mình cứ đỗ đại học cho nó có um, tiếng tâm cho nó có gọi là bố mẹ được uh, vui được uh, gia đình được gọi là là có người đỗ đạt thôi chứ còn nếu mà nói về định hướng nghề nghiệp thì Uh, hiện nay các bạn trẻ cũng như là tất cả các bạn uh, uh, thi vào đại học ấy nhiều khi bây giờ công nghệ nó còn có nhiều để co, các bạn có thể tìm hiểu tham gia vào các ngành nghề nhưng mà để xác định được cái nghề của mình uh, làm ấy nó phù hợp với năng lực uh, sở thích rồi là um, phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh thì nó là một cái yếu tố rất là quan trọng và không phải ai cũng có thể lựa chọn ra được ngay tìm ra được ngay cái ngành nghề của mình làm và tất cả các sinh viên ra trường hiện nay đến 90 đến phần trăm là họ làm trái ngành à, khi mà ra trường thì có thể là những năm đầu tỷ lệ làm đúng ngành nó nhiều hơn như càng về sau thì tỷ lệ trái ngành càng nhiều và nó lên đến là 90 đến 95% thì câu chuyện là à, hôm qua tôi cũng có chia sẻ với các bạn của tôi rằng là gì Thực ra là cứ cái nghề nào mà nó sẽ giúp cho bạn kiếm được tiền không vi phạm đạo đức pháp luật, giúp đỡ được nhiều người và bạn thấy vui thì chắc chắn đó sẽ là nghề của bạn là, là đam mê, đúng không? cũng 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 sẽ là nghề của bạn đam mê. Ngày xưa thì tôi cứ nghĩ là mình mình rất là xích uh, sư phạm vì hồi đó với cái lứa tuổi của mình thì ai cũng muốn làm thầy giáo, ai cũng muốn làm y sĩ bác sĩ, ai cũng muốn làm công an vì những cái nghề đó là ở thời tôi nó rất là thịnh nhưng mà đến nay thì mình lại không phải thấy rằng là nghề giáo viên là cái nghề mà yêu thích và đam mê của mình, đấy. vì là thực ra cái nghề đó là nó có một cái yếu tố là giúp đỡ được nhiều người nhưng mà lại không kiếm, không cho mình dễ dàng kiếm được cái 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 số tiền như mình mong muốn. Đấy. Thế thì cái câu chuyện là khi các bạn mà mà chọn nghề thì các bạn phải lưu ý những cái điểm đấy. Còn với tôi Quay lại câu chuyện của tôi là cái việc mà tôi xuất thân từ khối C và báo chí Sau đó là sang trái ngạch hoàn toàn là ngành nghề bất động sản Thì năm 2000, bắt đầu từ năm 2008 thì tôi bắt đầu làm mua giới bất động sản Hồi đó thì chuyên làm mua giới cho những chủ đầu tư phân lô bán nền và xây nhà ở Hà Nội để bán Và đến năm 2010 thì bất động sản đóng băng thì lúc đó tôi bắt đầu chuyển sang nếu đa số hồi đó là những người làm môi giới bất động sản thì họ sẽ bỏ nghề nó cũng giống hệt như cái giai đoạn bây giờ này rất nhiều người sẽ bỏ nghề bất động sản trong giai đoạn này vì là bất động sản gần như là rất là ít giao dịch môi giới là rất là đói kém đúng không ạ ít giao dịch thì đồng nghĩa với việc môi giới sẽ đói kém là đương nhiên rồi thì câu chuyện là nếu như nếu như mà các bạn không biết xoay chuyển không biết gọi là um, tiếp tục gắn bó với nghề bất động sản thì đó là một cái rất là phí ví dụ các bạn đã làm môi giới khoảng 1 2 3 năm rồi chẳng hạn thì đó là kinh nghiệm kiến thức trải nghiệm của các bạn đã có mà các bạn lại chuyển sang ngành khác thì gần như sang các ngành khác thì kiến thức các bạn lại lại là gần như là về không. Thế thì những ai mà đang làm môi giới làm bất động sản rồi và trong môi giới thì nó có rất nhiều các cái sản phẩm ngành nghề những cái ngách khác nhau những cái um, hướng đi những cái chiến lược những cái uh, mà mà các bạn có thể xoay chuyển. Đấy. thì hồi đấy uh, khi bất động sản đóng băng thì các bạn biết là kinh tế khủng hoảng nó cũng giống hệt như bây giờ này. Thì uh, tôi bắt đầu là chuyển sang môi giới cho thuê. Và khi là môi giới cho thuê thì các bạn biết không là là tại sao cái hướng xoay chuyển của tôi rất là đúng tại vì là sau khi kinh tế khủng hoảng và làm ăn khó khăn ấy thì các cái doanh nghiệp tổ chức cá nhân họ từ thuê nhà mặt phố họ chuyển vào trong ngõ từ thuê nhà là 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 đường rộng đường to họ chuyển vào những cái nơi mà nó có vị trí uh, từ mặt bằng uh, kinh doanh lớn thì họ chuyển vào mặt bằng kinh doanh nhỏ như vậy là mà dẫn đến là cái việc giao dịch thuê lại rất là nhiều Thế thì khi mà tôi bước sang cái lĩnh vực mua giới cho thuê đấy Thì tôi cũng nhận thấy một số bạn trẻ là cứ đi thuê những cái nhà Xong xé nẻ cho thuê lại Thì tôi thấy Ok cái này rất là hay đấy Thế thì là mình cũng bắt đầu học theo là Là bắt đầu đi thuê và cho thuê lại Và sau khi mà làm một thời gian thuê cho thuê lại thì uh, Tôi có một cái tư duy cũng như là một cái rất là nhạy bén là Mục tiêu của mình là phải sở hữu cho thuê Đâm ra là khi trong... Um, là là hơn uh, 65 năm gần đây là tôi chuyên làm mua xây sửa bán và gọi là kinh doanh sở hữu kinh doanh sở hữu tức là mình không sở hữu để lại cố định mà mình sẽ uh, mua xây sửa bán cái tòa đó thành cái căn hộ dịch vụ thành cái phòng trọ cao cấp sau đó là mình bán đi mình lấy lãi vốn uh, còn là sau đó là khi có nhiều lãi vốn rồi thì uh, nếu các bạn nhìn màn hình của tôi điện thoại của tôi lúc nào cũng sẽ hiện rất là mục, mục tiêu rất là cụ thể là mỗi một năm sẽ để lại một bất động sản cho thuê uh, và hiện tại tôi cũng có vài ngoài bất động sản mà lãi vốn thì tôi ở các tỉnh thì tôi cũng có vài bất động sản cho thuê ở hà nội câu chuyện là đó là là con đường đó là cách đi uh, của tôi để sở hữu bất động sản cho thuê tại hà nội tại nội đô